Số 287. Kinh Thập Địa. Hán dịch: Đời Đại Đường. Tam Tạng Pháp Tăng Tạng Thila Đạt Ma. Quyển 1. Phẩm 1. Địa Cực Hỷ. Phần 1. Tôi nghe như vậy. Một thuở nọ, vào ngày cuối của tuần thứ hai sau khi thành đạo, Đức Phật lên điện Mani Bảo Tạng thuộc cung Tự Tại Thiên Vương của cõi trời Tam Hóa Tự Tại. Vô số Bồ Tát cũng tới đây. Những Bồ Tát này đều từ các cõi Phật khác đến, đồ đạt không thoái chuyển trong đạo Vô Thượng Bồ Đề, là những vị còn một đời nữa sẽ thành Phật, nghĩa là đã an trụ trong cảnh giới trí hành. Đối tượng hành động của trí thuộc Bồ Tát, hướng đến cảnh giới trí sở hành của Như Lai, luôn siêng năng, giỏi thì hiện thần thông, tùy thời không ngăn ngại, hóa độ tất cả chúng hữu tình, luôn đem lợi ích cho mọi loài. Phát khởi hạnh nguyện của Bồ Tát, trải qua nhiều đời ở khắp mọi nơi, tu tập không ngừng nghỉ, đầy đủ hành trang phước trí của Bồ Tát, chúng sinh đều được nương nhờ, đạt sự giải thoát, đủ trí tuệ phương tiện đến bờ kia của Bồ Tát, thể hiện việc vào cửa sinh tử và niết bàn, không bỏ việc tu tập hạnh Bồ Tát, tự tại đi đến nơi tất cả chúng hội đạo tràng của Như Lai, làm người đứng đầu, thỉnh Phật thuyết pháp, thọ trì tạng pháp của Như Lai, phụng sự cúng dường các đức Phật, xin nên tu tập hạnh nguyện của Bồ Tát, hiện thân khắp chốn, diễn thuyết không bị chướng ngại, thấu triệt pháp giới, tâm trí sáng suốt, thấy tất cả cảnh giới trong ba đời, đầy đủ hạnh chân chánh, công đức sâu kín nhiệm màu của Bồ Tát. Cho dù trải qua vô số kiếp để khen ngợi công đức của những vị này cũng không thể hết được. Những Bồ Tát đó là Kim Cang Tạng, Bảo Tạng, Liên Hoa Tạng, Đức Tạng, Nhật Tạng, Liên Hoa Đức Tạng, Diệu Tạng, Địa Tạng, Vô Cấu Nguyệt Tạng, thể hiện thể nhất thiết trang nghiêm quang minh tạng, trí tuệ phổ chiếu minh tạng, chiên đàn đức tạng, diệu các tường tạng, hoa đức tạng, câu tô ma đức tạng, ưu bát la đức tạng, thiên đức tạng, phước đức tạng, vô ngại tịnh trí tạng, công đức thắng tạng, na la chiên đức tạng, vô cấu tạng, ly cấu tạng, chủng chủng biện tài trang nghiêm tạng, đại quang minh võng chiếu tạng, ly cấu hoa đức quang minh phương tạng, vô ngại diệu âm mỹ hưởng tạng, tổng tri công đức năng độ nhất thiết hữu tình nguyện tạng, đại hải trang nghiêm tạng, tô mê lô đức tạng, thể hiện nhất thiết công đức thanh tịnh tạng, Như Lai đức tạng, Phật đức tạng, thần kim phi diệu đại oai đức vương quang minh tạng, nhất thiết tướng trang nghiêm tịnh tạng, tinh tú vương quang chiếu tạng, hư không khố vô ngại trí tạng, giải thoát nguyện. Có vô số vô lượng Bồ Tát như vậy từ vô số các cõi Phật khác đến đây. Bồ Tát Kim Cang Tạng là người đứng đầu. Lúc ấy, Bồ Tát Kim Cang Tạng đương theo thần lực của Phật, nhập Tam Ma Địa vi diệu của Bồ Tát, tên là Đại Thừa Quang Minh. Ngay khi đó, có vô số Phật, cùng một hiệu Kim Cang Tạng, ở vô số cõi nước khắp mười phương hiện ra đồng nói: lành thay, Phật tử, ông nay có thể nhập Tam Muội Đại Thừa Quang Minh của Bồ Tát. Vô số chư Phật hiện ở mười phương đều gia hộ ông, nhờ oai lực nơi bản nguyện của Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na gìn giữ. Tất cả Bồ Tát đều thâm nhập hiển thị pháp sáng không thể nghĩ bàn của Phật. Ở trong cảnh trí đó, gìn giữ tất cả căn lành, phân biệt pháp theo phương tiện thiện xảo của chư Phật, rộng biết pháp, diễn thuyết đúng, khéo thành tựu pháp, đạt thanh tịnh bằng trí không phân biệt, không nhiễm pháp ma, đạt căn lành theo pháp xuất thế thanh tịnh, chứng cảnh hạnh nghiệp bằng trí không thể nghĩ bàn, cho đến chứng đắc cảnh giới của trí Phật, đạt trụ mười địa của Bồ Tát, thuyết giảng như thật về phương tiện an lập Bồ Tát địa, suy xét đúng Phật pháp, tu pháp vô lậu sai biệt, phân biệt rõ phương tiện thiện xảo. Trí tuệ quyết định sáng suốt thâm nhập nơi trí môn vững chắc, đủ tài biện luận đến đâu cũng không sợ, đạt trí hiểu biết rộng lớn không bị ngăn ngại, không làm hao mất tâm niệm Bồ Đề, hóa độ thành tựu các loài chúng sinh, thông đạt phân biệt rõ ràng ở khắp mọi nơi chốn. Song này Phật tử, ông hãy phân biệt giảng thuyết về pháp môn phương tiện thiện xảo sai khác này, đó là do sức thần và trí sáng của Phật gia hộ, đủ căn lành thanh tịnh soi sáng pháp giới chân thật, tạo lợi cho tất cả chúng hữu tình, được chứng pháp thân làm nơi nương tựa của trí, để cho Phật dùng nước trí rưới nơi đỉnh đầu, hiện thân to lớn hơn tất cả thế gian, vượt qua các cõi thế gian, làm thanh tịnh chánh pháp xuất thế gian, đầy đủ trí nhất thiết trí. Lúc ấy các đức Phật ở mười phương trao cho Bồ Tát Kim Cang Tạng thân sáng, cùng biện tài duyện thuyết vô ngại, cùng nhập biện tài trí tuệ thanh tịnh vi diệu, cùng giúp đỡ sự nhớ nghĩ,
Cùng phương tiện thiện xảo nơi trí tuệ vững chắc đầy đủ hành trí, có sức hiểu biết chân chánh không ai bẻ gãy được. Cùng pháp vô ý của Như Lai để không khiếp nhược, cùng trí nhất thiết trí, giữ gìn sự an ổn, biện tài giảng thuyết kiên cố không ngại, khéo phân biệt thân, khẩu ý, trang nghiêm của tất cả các đức Phật. Vì sao? Vì Bồ Tát này được Tam Muội Đại Thừa Quang Minh bảo hộ. Vì pháp thường như vậy, do sự dẫn phát của sức nơi bản nguyện, ý ví diệu thanh tịnh tăng thượng, ý thanh tịnh sáng suốt, đầy đủ hành trang, tôi luyện hành nghiệp, dùng vô lượng niệm làm khí cụ, hiểu rõ thanh tịnh trong đại pháp tổng trì thuần nhất, được giấu pháp nơi trí pháp giới ấn chứng. Khi đó các đức Phật không rời chỗ ngồi, đã dùng thần lực đưa tay phải xoa đầu Bồ Tát Kim Cang Tạng, để cho Phật nơi mười phương xoa đầu. Bồ Tát Kim Cang Tạng đã khỏi định, nói với tất cả các Bồ Tát: Này Phật tử, chỉ có hạnh nguyện của Bồ Tát bền chắc và thuần tịnh, tánh rộng lớn như pháp giới, không thể soi chiếu, cùng tận như hư không, mới mãi mãi cứu độ tất cả các loài hữu tình. Các Phật tử, Bồ Tát an trụ hạnh nguyện này mới nhập được trí địa của chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại. Phật tử, tất cả Bồ Tát có 10 trí địa mà chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại đã nói, đang nói, sẽ nói. Vì ý sâu kín này nên nay tôi thuyết giảng 10 trí địa đó là gì? Đó là 1 cực hỷ, 2 đi cấu, 3 phát quan, 4 diệm tuệ, 5 nan thắng, 6 hiện tiền, 7 phiển hành, 8 bất động, 9 thiện tuệ, 10 pháp vân. Phật tử, đó là 10 trí địa của Bồ Tát mà chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại đã nói, đang nói, sẽ nói. Phật tử, tôi không thấy Đức Phật ở cõi nào lại không khen ngợi giải thuyết 10 địa này. Vì sao? Vì đây là pháp môn sáng tỏ, thắng diệu tăng thượng, có thể làm thanh tịnh tất cả đạo Bồ Tát, đều từ sự an lập thông hiểu 10 địa này. Phật tử nên biết cảnh giới không thể nghĩ bàn ấy chính là trí được chứng đắc của chính mình trong pháp an lập các địa. Nêu bài danh hiệu của 10 địa Bồ Tát mà không nghe giải thích, các Bồ Tát đều nghĩ vì sao Bồ Tát Kim Cang Tạng chỉ nói danh hiệu của 10 địa rồi im lặng không giải thích. Trong các Bồ Tát đó, các có Bồ Tát tên Giải Thoát Nguyệt, biết tâm niệm của đại chúng. Bồ Tát bèn nói kệ hỏi Bồ Tát Kim Cang Tạng: Vì sao vị chánh giác bậc đủ trí công đức nói tên địa vi diệu im lặng không giải thích, đại danh xưng Bồ Tát tất cả đều kiên định, cớ sao nói danh hiệu mà không diễn thật nghĩa? Tất cả các Phật tử an ổn đều muốn nghe, xin phân biệt đúng đắn giảng thật nghĩa các địa. Đại chúng đều thanh tịnh, nghiêm chỉnh, không lười nhác, trong sạch và kiên cố, đầy đủ trí công đức. Tất cả đều cung kính, đều chuyên tâm chiêm ngưỡng, chờ nghe pháp cam lộ như ông nhớ mật hoa. Nghe xong Kim Cang Tạng, bậc trí lớn không sợ, muốn làm vui đại chúng nên dùng kệ đáp lại. Dù là tối thắng rất hiếm có, hiển hiện tất cả hạnh Bồ Tát, làm cho thông đạt thật vi diệu, nhờ đó tu chứng đạt Phật địa, sâu xa khó thấy lìa phân biệt, xa đời tâm địa khó chứng ngộ, cảnh giới người trí toàn thanh tịnh. Thế gian nghe được đều mê nghi, tâm an bất động với Kim Cang, tinh hiệu trí Phật rất thù thắng, hiểu rõ không ngã chỉ do tâm, người này nghe được trí vi tế, như dùng màu sắc vẽ hư không, tựa gió và như đường chim bay, trí Phật thanh tịnh cũng như vậy, cho dù phân biệt vẫn khó thấy. Vì thế tôi thuyết giảng trí này, thế gian khó ai hiểu biết được, phải thật tin tưởng thắng pháp ấy, vì vậy nên không giải thích rộng. Nghe thế Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt nói với Bồ Tát Kim Cang Tạng: Phật tử, đại chúng này đều thanh tịnh, đó là các Bồ Tát đều có tâm ý an lạc, trong lành, thuần khiết, quán sát, suy nghĩ, khéo tu tập các hành, phụng sự vô số trăm ngàn câu chi Phật, đầy đủ hành trang, tình tựa vô lượng công đức, dứt hẳn nghi hoặc, không còn cấu nhiễm, tâm ý vui vẻ, hiểu biết tăng thượng ở trong giáo Phật Pháp, không tùy thuận Pháp khác. Cao cả thay, nếu đại sĩ chuyển thuyết về thật nghĩa thì các Bồ Tát này sẽ an trụ chân đắc. Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt nhằm lập lại nghĩa trên nên nói kể rằng: Xin nói hạnh vô thượng an ổn của Bồ Tát, phân biệt các trụ địa, tịnh trí thành chánh giác, đại chúng không cấu nhiễm, trí thông hiểu trong sạch, phụng sự vô lượng Phật, hiểu được nghĩa các địa. Bồ Tát Kim Cang Tạng nói: Phật tử, đại chúng này tuy đều thanh tịnh, các Bồ Tát có tâm ý trong sạch, suy nghĩ thuần khiết, tu tập các hạnh, phụng sự vô số Phật, đầy đủ hành trang, thành tựu vô lượng công đức, dứt hẳn nghi hoặc, không còn cấu nhiễm, tâm ý vui vẻ, hiểu biết tăng thượng ở trong Phật Pháp, không tùy thuận Pháp khác. Nhưng vẫn còn những chúng sinh yếu kém, nên nghe Pháp sâu xa này,
sẽ sinh nghi ngờ, mãi mãi chịu khổ đau, không được lợi ích. Vì thương xót họ nên tôi im lặng. Bồ Tát Kim Cang Tạng muốn lặp lại nghĩa trên nên nói kể rằng: chúng này tuy tịnh, trí tuệ lớn, sâu xa sáng suốt khéo phân biệt, tâm ý bền vững như núi chúa, như biển lớn sâu khó lấp đổ. Có kẻ sơ cơ chưa chứng đạt, luân hành theo thức không theo trí, nghe được sinh nghi, đọa đường ác, vì thương chúng đó nên không nói. Bồ Tát giải tối nguyệt lại, nói: thật cao cả thay, Phật tử xin hãy giải thuyết, chớ nghi ngờ. Nhờ thần lực và sự hộ niệm của chư Phật, đại chúng sẽ tin pháp không thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì khi Phật tử diễn nói, diễn giải mười địa này, pháp thường là như vậy, nghĩa là tất cả các đức Phật đều ủng hộ. Các Bồ Tát vì bảo vệ trí địa này nên phát tâm dũng mãnh. Vì sao? Vì đó là hạnh chân chánh đầu tiên của Bồ Tát, và cũng là sự tu chứng tất cả pháp của chư Phật. Phật tử, ví như văn tự, chữ cái là đầu mà cũng là cuối, không có văn tự nào mà ở ngoài chữ cái. Phật tử, giáo pháp của Phật cũng như thế. Trụ địa là pháp đầu tiên để tu hành, mà cũng là pháp cuối cùng để chứng đạt trí Phật. Vì vậy, xin Bồ Tát diễn thuyết. Tất cả các đức Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, chánh đẳng giác đều gia hộ. Bồ Tát giải thoát nguyệt, nhằm lập lại ý nghĩa ấy nên nói kể rằng: lành thay, sinh Phật, Phật tử xin diễn nói, các địa hành hướng nhập Bồ Đề, hết thảy bậc tự tại mười phương đều cùng hộ niệm trí căn bản, đây là điều chánh hành trí cuối. Tất cả Phật pháp từ đấy khởi, như nơi văn tự từ chữ cái, Phật pháp dựa địa cũng như vậy. Để hiểu về thật nghĩa này, các Bồ Tát đồng thanh nói kệ, thỉnh Bồ Tát Kim Cang Tạng giảng thuyết. Trí thường diệu trong sạch, biện tài giỏi giảng thuyết, tuyên duyên lời phi diệu, nghĩa lý đều hợp nhau, luôn niệm tuệ thanh tịnh, đủ mười lực ý lạc, trí vô ngại kiên cố, giảng mười địa thù thắng. Đại chúng không kiêu mạn, không tạp nhiễm kiến nghi, ý vui trong giới định đều muốn được nghe giảng, như khát nghỉ uống nước, đói tìm cầu thức ăn, bệnh nhân cần thuốc tốt, âm tìm hút mật hoa. Đại chúng này cũng thế, mong nghe pháp cam lồ, hay thay trí thanh tịnh, giảng trụ địa trong sạch, hiển mười lực tương ưng, đạo thiện tuệ vô ngại. Bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ nơi tướng lông trắng phóng ra ánh sáng tên chiếu Bồ Tát lực, cùng với vô số ánh sáng khác. Ánh sáng ấy chiếu khắp các cảnh giới ở mười phương, không sót một chỗ nào, dứt trừ mọi thứ khổ đau ở các cõi ác, che lấp hết tại cung điện của ma, chiếu đến vô lượng chúng hội của các cõi Phật, hiển hiện cảnh giới, hành tướng, oai lực, thần tông không thể nghĩ bàn của chư Phật trong tất các thế giới ở mười phương. Nơi các chúng hội của tất cả chư Phật đều dùng thần lực của Phật gia hộ cho người thuyết pháp, chiếu đến thân Bồ Tát rồi chiếu lên hư không, thành đại lưới mấy ánh sáng lớn. Tất cả các đức Phật khác cũng làm như Phật Thích Ca Mâu Ni, từ nơi tướng lông trắng phóng ra ánh sáng tên chiếu Bồ Tát lực, cùng với vô số ánh sáng khác. Ánh sáng ấy chiếu khắp các cảnh giới ở mười phương, không sót một chỗ nào, dứt trừ mọi thứ khổ đau ở cõi ác, che lấp hết tại cung điện của ma, chiếu đến vô lượng hội chúng của các cõi Phật, hiện hiện cảnh giới, hành tướng, oai lực, thần tông không thể nghĩ bàn của chư Phật trong các thế giới ở mười phương. Nơi các chúng hội của chư Phật đều dùng thần lực của Phật gia hộ cho người thuyết pháp, chiếu đến thân Bồ Tát hiện ra diệu dụng bất khả tư nghị của chư Phật, rồi chiếu lên thân Bồ Tát Kim Cang Tạng và các chúng hội lớn của cõi Phật Thích Ca, chiếu tới đại chúng pháp tòa, thân Bồ Tát của tất cả cảnh giới kia, nên đại chúng ở đây đều được thấy rõ, và cũng do ánh sáng của các đức Phật ở các cõi khác chiếu khắp tam thiên đại thiên cảnh giới, chiếu khắp đại chúng của Phật Thích Ca, thân và pháp tòa của Bồ Tát Kim Cang Tạng, nên đại chúng ở các cõi đều được thấy rõ. Khi đó từ đại lưới mây ánh sáng phát ra lời kệ, chư Phật cao tột như hư không, mười lực tự tại vô số chúng, trong pháp vi diệu của Thích Ca, đấng thiên nhân tôn luôn gia hộ. Ông hãy nương theo thần lực Phật, khai diễn tạng pháp tuột vi diệu, hiển bày hạnh lớn cao cả ấy, phân biệt giảng thuyết các trí địa. Những ai nghe pháp thù thắng này, được các đức Phật thường gia hộ, tất cả chư Phật ở mười phương đều đến ủng hộ và giữ gìn. Những ai tu tập hạnh chân chánh, tuần tự thành tựu địa vô cấu, chứng được công đức và mười lực, ngộ pháp vô thượng chánh đẳng giác,
cho dù ở trong kiếp nữa, kiếp nước lửa, không nghi nghe được pháp môn này, những kẻ nghi ngờ không tin tưởng, vĩnh viễn chẳng được nghe nghĩa ấy. Hãy nói trí địa đạo thù thắng, chứng nhập an trụ và tăng tiến. Thứ tự thuyết giảng pháp tu hành, tạo lợi ích cho tất cả chúng sinh. Bây giờ Bồ Tát Kim Cang Tạng quan sát khắp mười phương, muốn cho đại chúng tăng trưởng lòng tin thanh tịnh nên nói kể rằng, đạo cao cả sâu xa khó biết, không thể phân biệt lìa phân biệt, khó chứng cảnh giới tuệ thanh tịnh, tâm luôn vắng lặng không sinh diệt. Rỗng lặng yên tịnh tận không hai, lìa thú bình đẳng đạt niết bàn, trong vô biên duyên không chỗ chứng, vượt qua ba đời như hư không. Niết bàn vắng lặng cảnh Phật chân, khó có thể dùng lời giảng thuyết được. Trí địa hạnh nguyện cũng như vậy, diện giải còn có huống chi nghe, xa rời suy nghĩ và tâm đạo. Thứ này dần đạt cảnh tịch diệt, chẳng phải chỗ hiện ẩn xứ giới. Tâm ý chẳng có chỗ luồng suy, như dấu chân chim trong hư không, bậc trí khó nói, khó hiển hiện. Các trụ địa này cũng như vậy, nói còn rất khó huống chi nghe. Nay chỉ giảng thuyết một phần nhỏ do xuất thệ nguyện từ bi lớn, rồi cũng dần tới phi tâm cảnh, do trí đủ đầy như ý lạc. Những cảnh giới ấy rất khó thấy, khó nêu chỉ trụ tự ý vui. Nhưng nương Phật lực tôi sẽ nói các ông một lòng cung kính nghe. Trí địa hạnh nguyện chân chánh này trải qua nhiều kiếp khó nói hết. Tôi nay lượt nói các ông nghe. Pháp nghĩa chân thật tận như lý, các ông chuyên tâm cung kính đợi. Tôi nương lực Phật sẽ giảng thuyết, tuyên dương lời chánh pháp vi diệu. Thí dụ tương ưng hợp câu nghĩa, dùng lời nói có bề hiển thị, chỉ nhờ thần lực của chư Phật ánh sáng tụ chiếu vào thân tôi. Vì thế tôi nay xin thuyết giảng. Các Phật tử, những chúng sinh khéo tích tụ căn lành, chuẩn bị đủ hành trang, khéo tu hành các hạnh, phụng sự chư Phật, tu tập pháp giải thoát, được bạn tốt giúp đỡ, tâm ý thanh tịnh, tùy thuận ý lạc tăng thượng rộng lớn, đủ trí hiểu biết vi diệu, thương yêu chúng sinh, mong cầu trí Phật, mong chứng sức của mười lực, mong đạt pháp công sở và pháp bất động và pháp bất cộng bình đẳng của Phật, cứu độ tất cả thế gian, làm thanh tịnh tâm từ bi, đại trí hiểu rõ mười phương, dùng pháp vô ngại làm thanh tịnh cõi Phật, trong một sát nay biến được ba đời, chuyển bánh xe chánh pháp lớn, dứt mọi sợ hãi, luôn phát khởi những tâm như vậy. Bồ Tát phát tâm đều lấy đại bi làm gốc, phải gồm đủ trí tuệ tăng thượng, phương tiện quyền biến, gìn giữ tâm niệm và ý vui tăng thượng, được vô số lực Phật, sức bền vững, sức trí tuệ, trí khéo phân biệt rõ ràng, không ngại, trước mắt tùy thuận Phật trí, trí thọ trì tất cả Phật pháp, dạy dỗ chỉ dẫn tánh rốt ráo như pháp giới, rộng lớn như hư không, cùng tận đời vị lai. Vừa phát tâm như vậy, Bồ Tát sẽ vượt khỏi địa phàm vô, chứng nhập chánh tánh ly sinh của Bồ Tát, sinh trong nhà Như Lai, thuộc dòng cao quý không ai chê trách, xa lìa cõi tục, nhập đạo xuất thế, trụ trong pháp tánh căn bản của Bồ Tát, an trụ nơi cảnh giới Bồ Tát, tùy thuận pháp ba đời bình đẳng, tiếp nối Phật pháp, vẫn chạy hướng đến giác ngộ. Các Phật tử, Bồ Tát trụ nơi như vậy gọi là dùng tâm bất động an trụ trong địa cực hỷ. Các Phật tử, Bồ Tát trụ nơi địa cực hỷ này luôn vui vẻ vững tin, hân hoan mạnh mẽ, không tranh chấp, không làm hại, không sân hận. Bồ Tát ấy luôn nghĩ về chư Phật, về Phật pháp, về Bồ Tát, về hạnh Bồ Tát, về pháp giải thoát niết bàn thanh tịnh, về các địa thù thắng của Bồ Tát, về các Bồ Tát không còn bị tán thất trí quang minh, luôn truyền dạy chỉ dẫn chánh pháp, tạo lợi ích cho chúng sinh, hướng nhập trí gia hành của Phật một cách vui vẻ. Bồ Tát này biết mình đã xa lìa cảnh giới thế gian, gần gũi chư Phật, xa địa phàm phu, gần địa chánh trí, vĩnh viễn không đọa cõi ác, làm chỗ nương tựa cho chúng sinh, gần gũi các đức Phật, an trụ cảnh giới Phật, nhập trong tánh bình đẳng của Bồ Tát, xa lìa những nỗi kinh sợ nên được vui vẻ. Vì sao? Phật tử, vì Bồ Tát vừa chứng địa cực hỷ, tức là xa lìa hết mọi lo sợ, như sợ không sống, sợ tiếng xấu, sợ chết, sợ cõi ác, sợ đại chúng. Vì sao? Vì Bồ Tát không còn ngã tưởng, không yêu mến ngã và nguyên nhân đưa đến ngã, thì làm gì sinh khởi các ý tưởng về ngã. Vì thế Bồ Tát chẳng sợ không sống, vì không mong muốn vật của người khác, không thích ban bố vật cần dùng cho tất cả chúng sinh, nên không sợ tiếng xấu. Vì bỏ kiến chấp về ngã, không có ý tưởng mất ngã, nên không sợ chết.
vì biết mình sau khi chết ở đời sau không rời Phật Bồ Tát nên không sợ cõi ác. Vì vui vẻ thì tất cả thế gian không ai bằng mình, huống gì là hơn mình, nên không sợ đại chúng. Phật tử Bồ Tát này không còn kinh sợ khi mạng lấy tâm đại bi làm gốc, không ghét bỏ, không ham thế tục, tu tập tất cả căn lành, siêng năng gia hạnh, tăng trưởng lòng tin, đạt thanh tịnh, hiểu rõ và tin tưởng, phát tâm từ bi, đầy đủ đại từ, tâm không mệt mỏi, trang sức bằng hổ tiền, luôn cùng nhau nhu hòa, nhẫn nhục, luôn cung kính, tôn trọng giáo pháp Như Lai, ngày đêm siêng năng tu tập căn lành, phụng thờ bạn lành, thích pháp, siêng năng học hỏi, quan sát đúng đắn pháp đã nghe, tâm không tham vướng, không tham danh lợi, sợ cung kính, không tham luyến vật chất, luôn phát tâm bình đẳng, vững chắc như ngọc báu, chỉ mong cầu địa nhất thiết trí, nương nhờ lực vô ý pháp bất cộng của Như Lai, cầu ba la mật không chấp trước, bỏ vô nịnh, làm đúng chánh pháp, nói thật, khuyên dạy người, không làm như ế nhà Phật, không bỏ học pháp của Bồ Tát, tâm nhất thiết chủng trí, vẫn chạy như núi Chúa, không bỏ việc thế gian, nhưng cố gắng thành tựu đạo xuất thế, siêng tu pháp giác phần, là hành trang mong cầu pháp thù thắng về sau. Phật tử, vì tương ưng pháp địa thanh tịnh nên Bồ Tát này được gọi là an trụ nơi địa cực hỷ. Lại nữa, Bồ Tát trụ ở địa này, phát nguyện lớn, dũng mãnh xa lìa cúng dường Như Lai mọi vật cần dùng, mà việc cần làm thành tựu tất cả hành tướng vi diệu, trí thông hiểu, đối tượng thanh tịnh rộng lớn, như pháp giới, tánh rốt ráo như hư không, tận cùng đời vị lai, trải qua vô số kiếp, không ngừng nghỉ, luôn gặp được gặp Phật ra đời, được cúng dường nên phát nguyện lớn thứ nhất. Vì muốn thọ trì tất cả tạng pháp của Như Lai, muốn gìn giữ trí tuệ của Phật, hộ trì giáo pháp của bậc chánh đẳng giác, rộng lớn như pháp giới, tánh rốt ráo như hư không, tận cùng đời vị lai, trải qua vô số kiếp, không ngừng nghỉ, luôn thọ trì pháp vi diệu nên phát nguyện lớn thứ hai. Vì muốn gặp Phật ra đời, dù ở đâu cũng muốn thấy Phật từ cung trời Đỗ Xuyên Đa xuống trần, vào thai, ở trong thai, chờ đời, lớn lên xuất gia, thành đạo. Những lời thỉnh cầu của Phạm Phương Thuyết Pháp, thì hiện nhập Niết Bàn, Bồ Tát đến cúng dường, thọ trì Pháp, gia hạnh làm đầu. Có lúc đi khắp mọi nơi, rộng lớn như pháp giới, tánh rốt ráo như hư không, tận cùng đời vị lai, trải qua vô số kiếp không ngừng nghỉ, luôn được gặp Phật ra đời. Đến chỗ Phật nên phát nguyện lớn thứ ba. Vì muốn phát khởi hạnh rộng lớn vô biên của Bồ Tát, muốn thọ trì, giữ gìn vô lượng ba la mật, đa không phân biệt, làm thanh tịnh các địa, biết rõ tướng chung riêng, giống khác thành hoại, biết hạnh của Bồ Tát chân thật không điên đảo, hiện ra đạo trí địa của Bồ Tát, trang sức bằng pháp giải thoát, phát tâm, ủng hộ, thọ trì, chỉ dạy. Rộng lớn như pháp giới, tánh rốt ráo như hư không, tận cùng đời vị lai, trải qua vô số kiếp luôn tu tập các hạnh chân chánh của Bồ Tát không ngừng nghỉ, nên phát nguyện lớn thứ tư. Vì muốn độ thoát tất cả chúng sinh không loại trừ, loại có sắc, không sắc, có tưởng, không tưởng, không phải có tưởng, không phải không có tưởng, loài sinh từ trấn, thai, phẩm, thấp, cả trong ba cõi, sáu đường, tất cả nơi thọ sinh, có đủ danh sắc, để giáo hóa khiến cho chúng vào trong Phật Pháp, đoạn trừ tất cả các cõi ác, ở an nơi trí nhất thiết trí, rộng lớn như pháp giới, tánh rốt ráo như hư không, tận cùng đời vị lai, trải qua vô số kiếp không ngừng nghỉ, luôn độ thoát chúng sinh, nhằm thành tựu đầy đủ cho chúng sinh, nên phát nguyện lớn thứ năm. Vì muốn độ chúng sinh là những kẻ đang sống trong sự tán loạn, mê mờ, khát ngưỡng, nhiều như mắt lưới của Đế Thích, trong các cõi nước ở mười phương, với đủ loại hình tướng sai khác nên tùy thuận hành nghiệp, thị hiện sự tâm đạt rộng lớn như pháp giới, tánh rốt ráo như hư không, tận cùng đời vị lai, trải qua vô số kiếp không ngừng nghỉ, luôn đi vào trong các cõi nên phát nguyện lớn thứ sáu. Vì muốn nhập một cõi Phật vào trong tất cả cõi Phật, làm thanh tịnh vô số cõi Phật, trang nghiêm với mọi tướng tốt đẹp, liệt các phiền não, thành tựu đạo thanh tịnh, đầy đủ vô lượng trí tánh, làm cho tất cả chúng sinh nhập vào cảnh giới rộng lớn của Phật. Tùy sở thích của chúng sinh mà thể hiện, làm cho chúng vui vẻ, rộng lớn như pháp giới, tánh đốt réo như hư không, tận cùng đời vị lai, trải qua vô số kiếp, không ngừng nghỉ, luôn vào trong các cõi Phật, trang nghiêm cõi Phật nên phát nguyện lớn thứ bảy. Vì muốn cùng tâm ý, hạnh, nguyện với tất cả Bồ Tát, không còn oán thù trên nhóm căn lành, tạo mọi duyên với tất cả các Bồ Tát, đạt tánh bình đẳng, luôn được gặp Phật Bồ Tát.
Tùy sở thích mà thể hiện Phật ra đời, tùy tâm niệm hiểu rõ oai lực của Phật, đời đời luôn được đầy đủ không thoái lui. Tùy hành thần thông, đi khắp các cõi hiện diện trong tất cả chúng hội, tùy nơi được thọ sinh mà hành đạo, luôn thành tựu thật nghĩa không thể nghĩ bàn của Đại Thừa, tu hành hạnh chân chánh của Bồ Tát, rộng lớn như pháp giới, tánh rút ráo như hư không, tận cùng đời vị lai, trải qua vô số kiếp, luôn hành hạnh chân chánh không ngừng nghỉ. Vì thần thông lớn ấy nên phát đại nguyện thứ tám. Vì ngưỡng phục muốn thừa hành hạnh không thoái chuyển của Bồ Tát, để nghiệp thân khẩu ý không luống uổng, vừa thấy là tông đạt pháp tánh của Phật, vừa nghe tiếng là tùy trí tuệ chứng đạt, vừa phát khởi tính tâm thanh tịnh là trừ hết phiền não, thân như thuốc hay, tâm như ngọc như ý, tu tập hạnh lớn của Bồ Tát, rộng lớn như pháp giới, tăng lúc réo như không, tận cùng đời vị lai, trải qua vô số kiếp luôn hành hạnh chân chánh không ngừng nghỉ. Vì không để luống uổng nên phát nguyện lớn thứ chín. Vì ở khắp các cõi, chứng đạt vô lượng vô thượng bồ đề, không các phàm phu, thì hiện tọa sinh xuất gia ngồi nơi đạo tràng, thành Phật thuyết pháp nhập niết bàn, thì hiện chứng đạt oai lực trí tuệ rộng lớn của Phật, tùy sự vui thích của chúng sinh mà thì hiện Phật ra đời hóa độ chúng sinh, sớm chứng giác ngộ trong khoảnh khắc hòa nhập tánh chánh giác với tánh tịch diệt của các pháp, cùng một thứ tí diễn nói pháp giải thoát, làm cho chúng sinh vui mừng thì hiện niết bàn hay mà hạnh lực không dứt, thì hiện trí địa lớn kiến lập tất cả pháp, dùng pháp trí thì hiện xuất thần thông biến hóa rộng lớn như pháp giới, tánh đúc đáo như hư không, tận cùng đời vị lai, trải qua vô số kiếp luôn tu chánh giáo không ngừng nghỉ. Vì Bồ Tát Đại Thừa nên phát đại nguyện thứ 10. Các Phật tử Bồ Tát ở địa thứ nhất phát những tài nguyện lớn, những dũng mãnh lớn, những xa lìa lớn như vậy, Bồ Tát trụ ở địa cực hỷ này, coi 10 nguyện lớn là điều cốt yếu để phát khởi vô số hạnh nguyện. Những nguyện lớn này được phát sinh từ 10 pháp cùng tận. 10 pháp cùng tận đó là gì? Có chúng sinh tận thế giới, tận hư không, tận pháp giới, tận cảnh giới niết bàn, tận cảnh giới Phật tận, nhập cảnh giới trí tuệ của Phật tận, cảnh giới của đối tượng duyên tận, trí nhập hạnh Phật tận, trí thuyết pháp ở thế gian tận. Nếu có chúng sinh cùng tận thì nguyện này mới cùng tận. Nhưng có chúng sinh không cùng tận nên căn lành nơi thiện nguyện này cũng không cùng tận. Cho đến trí thuyết pháp không cùng tận nên căn lành cũng không cùng tận. Kinh Tập Địa, quyển 1 hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Kinh Tập Địa.